Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bụm sụm trà Phúc Kiến nha. Hàng mini để bàn nha anh chị cô chú. Cây này ở cao tầm 10 nha. Cái tán ngang nó 17. Hoành nó là 10 12 nha, hoành tổng đây là 12. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây là bầu sơ dừa nha. Cây này một cốt nha. Quá già cây luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn nha.